Đây rồi. Lần này tao không thể thoát được, nên tao muốn bọn mày cùng biến anh em ăn sạch bọn nó, không chừa một ai cho tao. Mối thù từ 10 năm trước đã qua lâu rồi, sao vẫn còn để bụng? Tôi cũng không muốn, không có cách nào khác để sinh tồn. Không biết lý do tại sao, nhưng thật thoải mái khi sống ở vùng nước của ông. Trong những năm gần đây, xuất hiện một bọn người tự xưng là người câu cá. Bọn cá được thả vài tháng trước chắc cũng lớn rồi. Dũng chậm mau thả lưới dài xuống cho ta. Bắt hết không phân biệt to nhỏ. Chúng dùng thuyền để thả lưới đánh cá. Cá lớn hay nhỏ đều bị dính lưới bắt đi hết. Ông cũng biết đấy, chỗ đó bị đánh bắt nghiêm trọng, nên cá cũng ít đi. Muốn no bụng cũng trở nên khó khăn. Vậy là cậu đến đây để tham tiền thôi à? Không hẳn là tham tiền, chỉ là ôn lại chuyện xưa, nhân tiện giải quyết mối hận thù năm xưa. Các anh em tấn công cho tao. Giống lộn vẫy đuôi, đậu xanh mắt của tao. Phi hổ mau đưa mọi người chạy đi. Vâng thầy ông nội, sao chúng mày còn đứng đó? Giống lộn vẫy đuôi, khoai tây lốc xoáy. Cái méo gì vừa diễn ra vậy? Ôi đậu xanh mắt của tao. Đặc cầu, cậu nói xem chuyện gì đang xảy ra. Đang sủi bọt kìa. Tôi cũng mèo biết nữa. Có vẻ bọn cá dưới đó đang hỗn chiến với nhau. Chào mọi người, hai cậu, tôi nghe nói ở đây có cá sấu, có thật không? Đúng vậy, cách đây nửa giờ còn xuất hiện lần nữa, bay thẳng lên mặt nước luôn, theo sau là một con cá hỏa tiện. Đúng vậy, ok được rồi, có vẻ như các cậu câu được cá to phải không? Đúng vậy, tôi đoán phải 1.000 kg, nó to quá mình tôi không kéo lên được, nếu hãy để tôi thử xem sao. Đã lâu rồi không nghe nói có cá lớn như vậy, để tôi thử sức xem thế nào. Chỉ sợ bác sẽ bị kéo xuống nước thôi. Không sao, trước đây tôi câu được một con cá 100 cân bằng một tay. Chú ơi, chú có đang dạo linh không vậy ạ? À? Nếu là vậy, chú đến thử xem sao. Để tôi xem nào. Đậu xanh cái thằng thầy ông nội này. Nếu ta không bị mắc bởi lưới câu của bọn câu cá, thì mày đã ở trong bụng tao lâu rồi con ạ. Ái cha, bố mày lại sợ mày quá. Sao từ đầu không ra tay luôn đi? Chuyện méo gì xảy ra thế này? Ôi thằng câu cá này sao đột nhiên nó khỏe thế? Đậu xanh, xong đời tao rồi. Lên nào. Vậy cả đại đây là con cá sao? Nó to quá. Đúng vậy, con này to vãi. Nhưng đây chỉ là cá ngoại lai thôi. May là bắt được, nếu không loài cá này sẽ phá hoại hệ sinh thái trong hồ này. Lâu rồi không gặp, tiến bị. Giọng này sao giống Phú Lê vậy? Không thể nào là anh ta vẫn còn sống. Tiến bị không ngờ tới phải không? Không ngờ sẽ gặp lại nhau như thế này. Méo thể nào, cá sao có thể biến thành người được chứ? Tao vốn là con người, chỉ là vô tình tao biến thành con cá thôi. Về điều này tao phải cảm ơn mày, đã biến ta thành người một lần nữa. Cảm ơn ư? Thế thì thả tao đi có phải là hợp lý không? Làm méo gì có chuyện đó chứ Tiến Bịp. Tao sẽ đưa mày về trưng bày. Rất khó để bắt được con cá nào to lớn như thế này. Bác và bác ổn chứ? Tại sao bác lại trò chuyện với một con cá? Không sao, thi thoảng tôi hay lẩm bẩm một mình. Hãy để tôi giúp cậu bắt con cá sấu. Nhưng chúng ta cần gửi nó đến khu bảo tồn thiên nhiên. Không có vấn đề gì. Bác ơi, bác thật sự có thể bắt được cá sấu à? Không cần câu cá, chỉ cần gọi nó lên thôi. Đi đi, tất cả chúng mày mau về đi. Và gọi chú hai lên đây. Nói với anh ta rằng Phú Lê đang ở đây. Chuyện quái gì thế này? Bố đâu rồi?